Đây là chiếc tàu thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt tên theo bang này. Nhưng lần này là tàu ngầm nguyên tử tấn công lớp Virginia. Chiếc tàu tuyệt vời ở đây hội tụ tất cả công nghệ tàu ngầm hiện đại. Người khổng lồ dưới biển sâu này dài gấp rưỡi một chiếc Boeing 747 và nặng gần 8.000 tấn. Vậy mà nó vẫn có thể thực hiện các nhiệm vụ bí mật trong các vùng biển nước nông. Tàu ngầm lớp Virginia là một hệ thống vũ khí chủ lực đầu tiên của chúng tôi, của binh chủng chúng tôi, thực sự được tối ưu hóa cho môi trường chiến đấu mà chúng tôi mong đợi. Các bạn biết đấy, đó là nơi phổ biến trên chiến trường của thế kỷ 21, những khu vực nước nông gần bờ. Khi di chuyển với tốc độ 25 hải lý một giờ, chiếc Texas im lặng hơn hầu hết các loại tàu ngầm khác di chuyển ở tốc độ 5 hải lý một giờ. Các đặc tính nhằm tăng độ tàng hình như lớp phủ đặc biệt, lớp hấp thụ chấn động dưới sàn khiến chiếc Texas có thể hoạt động câm lặng nhất có thể. Những chiếc tàu ngầm và khả năng đặc thù giúp chúng có thể hoạt động bí mật ở vùng biển của đối phương, trở thành cỗ máy thu thập thông tin tình báo hiệu quả. Phần lớn các phát minh đều mang nặng tính kỹ thuật. Nếu như bạn nhìn xung quanh phòng điều khiển này, tất cả đều là màn hình máy tính, không còn van, đúng vặn, các đồng hồ báo hiệu tương tự. Nó cũng giống như việc lái một chiếc máy bay không có cửa sổ, không còn thứ gì để nhìn vào cả. Có hơn 70 màn hình trong phòng điều khiển này, mỗi chiếc hiển thị một phần thông tin quan trọng. Sĩ quan trên tàu yêu cầu tôi giữ độ sâu. Tôi đang đi theo hành trình ở độ sâu cố định và tôi được yêu cầu tăng tốc để có thể chuyển hướng mà vẫn duy trì tốc độ. Và tôi làm được tất cả những điều đó nhờ vào màn hình trước mặt. Nâng kính tiềm vọng số 1 lên. Nâng kính tiềm vọng. Tốc độ. Tất cả sẵn sàng ở độ sâu dương kính tiềm vọng. Hoa tiêu. Hoa tiêu, tiến trước, máy chạy 1/3 công suất. Ổn cả thưa ngài. Công nghệ hiện đại đã làm thay đổi thiết kế nội thất tàu ngầm truyền thống. Cột kính tiềm vọng biến mất. Thay vào đó, chiếc Texas có một tháp chứa khí tài quang học đặt ngoài, không cần thiết phải xuyên qua khoang tăng áp của tàu ngầm như kính tiềm vọng cơ học thông thường. Không phát hiện mục tiêu, hạ kính ngắm. Tất cả những công nghệ này đều là vô nghĩa nếu con tàu không có khả năng tấn công. Đưa ngư lôi lên ray. Ngư lôi lên ray 1. Và chiếc Texas không hề yếu kém về hỏa lực hay khả năng gây chế áp tinh thần. Một trong những thứ tuyệt vời của chiếc Texas là con tàu có thể mang theo nhiều loại vũ khí. Chúng tôi có thể mang theo 24 đơn vị vũ khí trên giá. Mỗi một giá có thể đỡ một quả ngư lôi hay một tên lửa tấn công đất liền Tomahawk. Bắn hướng 2-2. Để tấn công tầm ngắn, Texas sử dụng ngư lôi Mark 48, được thiết kế để tấn công các tàu chiến của đối phương. Khi ngư lôi rời ống phóng, một sợi dây nhỏ sẽ được dẫn theo để cung cấp mối liên lạc giữa ngư lôi và tàu. Nó cho phép người điều khiển dẫn đường cho ngư lôi, tránh khỏi các mồi bẫy hay thiết bị gây nhiễu. Nó được nối với tàu nhờ một sợi dây dẫn, để chúng tôi có thể truyền tín hiệu điều khiển. Tuy nhiên, loại ngư lôi này cũng đủ thông minh để hoạt động hoàn toàn tự động. Để tấn công tầm xa, tàu Texas sử dụng tên lửa Tomahawk dài tới 6 mét, có tầm bắn 1.600 km. Tên lửa Tomahawk có khả năng bắn và quên. Công việc của chúng tôi chỉ là bấm nút khai hỏa sao cho không bị phát hiện. Sau đó, thứ vũ khí này, một loại vũ khí cực kỳ chính xác sẽ tự bay đi và tấn công mục tiêu. Nếu chỉ tính vào tầm bắn, người ta ước tính một chiếc tàu ngầm lớp Virginia được nạp đầy 24 quả đạn tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công vươn tới 70% diện tích lục địa trái đất. Tuy nhiên, để phục vụ các nhiệm vụ tình báo gần bờ, thứ được phóng ra từ ống phóng ngư lôi nhiều lúc sẽ còn tự động hơn cả một quả tên lửa hành trình. Ở đây chúng tôi có khả năng triển khai 9 lính đặc nhiệm qua một khoang kín. Các lực lượng biệt hải Navy SEAL, biệt kích Ranger, đưa họ ra khỏi tàu hay đón họ trở lại một cách bí mật gần các bờ biển mà họ hoạt động. Nó là một thành tựu khoa học, vận hành bằng năng lượng hạt nhân, có hỏa lực cực mạnh. Thiết kế tàng hình đảm bảo yếu tố bất ngờ. Chắc chắn thuyền trưởng của con tàu này luôn hài lòng. Tôi có một thủy thủ đoàn có năng lực và được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng. Đây là công việc hấp dẫn nhất thế giới.